các bạn đang nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật trên các nền tảng podcast của báo Nghệ An. Các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay, mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Bám nghề của tác giả Bùi Duy Phong. Anh là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường trung học phổ thông ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Bùi Duy Phong thường viết truyện ngắn và tản văn. Anh từng xuất bản hai tập truyện ngắn mang tên Bến Đợi và Điều An ủi cuối cùng. Sau đây, trân trọng mời các bạn cùng nghe tác phẩm Bám nghề của tác giả này qua giọng đọc Huyền Nga. Thu sang tự khi nào, nhưng chẳng thấy chút heo may hay mưa bụi lất phất, mà chỉ thấy nắng muốn nổ đom đóm mắt. Mới chạy ra vào có đôi lượt mà áo ông giáo đã mướt mồ hôi. Tay cầm miếng nhựa làm cái mâm bưng bún quạt phành phạch cho bớt nắng, ông lẩm bẩm: biến đổi khí hậu đến tận lưng rồi chứ đâu. Các nước lớn cứ họp hoài mà chẳng ông nào chịu cắt khí thải nhà kính cả. Bà giáo hứ một tiếng rõ dài, nhưng tay vẫn không ngừng thái nhỏ mớ lá hành. Bà quay sang ông nhắc nhở: ngôn ngữ địa lý nó thấm vào đời ông mất rồi. Về nhà, cởi cái áo ra, chúng ta là những người bán bún cua, chứ chẳng còn là thầy cô nữa, ông hiểu không? Bớt cái ngôn từ hàn lâm của ông đi một chút, để mà phục vụ Thượng Đế. Đang tính trao đổi với vợ về việc pha bao nhiêu phần trăm mắm, bao nhiêu phần trăm gia vị để tạo ra sản phẩm mắm tôm ưng ý, thì bà làm ông cụt hứng. Ông lầm lũi bưng bê mà chẳng muốn góp ý gì thêm. Từ ngày hai đứa con vào đại học, ông bà giáo suy nghĩ đến nát cả óc để tìm phương án tăng thêm chút thu nhập mà nuôi chúng nó. Ông tính bán vố cố bành, mua đôi bê về vỗ béo rồi bán lấy lãi như mấy ông nông dân đã làm. Nhưng nghĩ đến lúc đám học trò gặp ông rồi chào: thầy chăn bò hả thầy? Nghe nó mỉa mai làm sao. Mặc dù với đồng lương của mình mua đôi bò cũng đủ bở hơi tay chứ chẳng chơi. Thế là phương án chăn nuôi bỏ qua. Vốn ở vùng nửa quê nửa thị, mấy đại lý phân bón ăn nên làm ra lắm, nên ông bàn với bà mở cửa hàng bán phân. Bà ậm ờ vì vốn liếng bỏ ra thì lớn, mà không quen việc kinh doanh, liệu có bán được không? Hơn nữa, mới nghĩ đến thương hiệu phân thầy Hồng là ông đã dập tắt ngay ý định này. Chữ thầy nó gắn với tên ông từ lúc ra trường cầm phấn đến giờ, nên chọn việc gì cũng khó, như thầy Hồng Grab, thầy Hồng Thợ Hồ, thầy Hồng Lòng Heo, vân vân. Nghe nó bệ rạc quá, dù cho lương thầy không có cửa để mà so sánh. Cuối cùng, ông và vợ quyết định mở quán bún cua vì vốn ít và bà giáo nấu ăn giỏi nên thuận lợi hơn cả. Hôm chọn bảng hiệu để treo trước ngày khai trương, ông bà giáo đã cãi nhau một trận nảy lửa. Ông nhất định phải dùng cái tên nghe nó mỹ miều một chút, vì dù gì mình cũng là làm cái ngành được xã hội tôn vinh là cao quý nhất. Chỉ mới nghe qua cái thương hiệu ông đưa ra, tinh hoa loài sáp rác, bà đã lườm đôi mắt rồi bĩu môi. Đói vàng cả mắt mà cứ văn hoa đâu đâu, cứ lấy tên thực tế một chút như mấy thầy cô trong trường đã làm đấy. Vàng mã cô Hà, khoai thầy Linh, trà sữa thầy Phương, su sa cô Uyên, chuối chiên cô Hậu, vân vân. Họ bán được nhờ cái tên chân chất ông ạ. Thế là miếng bìa các tông in dòng chữ bún cua thầy Hồng được treo khiêm tốn nơi trụ sắt ngoài hè nhà, bên trên nồi bún cua chiều chiều bốc khói.
Từ ngày mở quán bún cua, chút thu nhập nho nhỏ thêm vào khoản lương ít ỏi đủ để vợ chồng ông trang trải nuôi hai đứa con đang học ở thành phố. Một số đồng nghiệp bảo vợ chồng ông thức thời, nhưng nằm đêm, ông cứ thấy có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng. Đã gắn bó với nghề hơn nửa đời người cùng bao gian khổ đắng cay, không lẽ giờ lại bỏ để tìm sinh kế khác? Mà biết làm gì đây khi chữ thầy, chữ cô nó đeo vào trước tên mình đằng đẵng mấy chục năm trời. Thôi thì phải thay đổi để bám nghề, chứ ai chẳng muốn chuyên tâm vào công việc chính. Hôm cậu học trò cũ ra trường mới hơn 10 năm về thăm, nghe tiền lương hơn 8 triệu của ông thầy có tuổi nghề còn hơn cả tuổi đời của nó. Cậu học trò trố mắt ngạc nhiên và nó hiểu chỉ có chữ yêu là thứ keo kết dính những con người làm nghề giáo dục ở lại với mái trường, ở lại với những ánh mắt ngây thơ mà khi xưa nó đã từng. Bao nhiêu cải cách, bao nhiêu vật đổi sao rời, nhưng chỉ có thu nhập của nhà giáo là ổn định. Nếu thầy cô là thợ cày trên cánh đồng chữ nghĩa, người ta thay từ bò sang trâu rồi sang cả máy, nhưng người thợ bám phía sau cứ bất biến mãi mãi. Họ như con tằm nhả những sợi tơ óng mượt, đến lúc nhận quyết định về hưu, tấm thân đã héo khô rồi. Thầy ơi, lau dùm con cái bàn. Tiếng mấy cô học trò nhỏ hơn tuổi con của mình gọi làm ông giáo sực tỉnh. Ông tất tả cầm khăn phục vụ thực khách, mà chỉ mong sao chúng nó quên đi chữ thầy mà cứ gọi là bác ơi, chú ơi cho bớt xót. Ngoài kia, nắng đã dịu dần, lá ngoài đường đã bắt đầu rụng, nhưng trên không chưa có những đám mây bàng bạc. Dòng xe cộ của phụ huynh đi mua sắm bút vở quần áo làm ông giáo chợt giật mình vì ngày khai trường đã đến rồi. Ông quay sang bà giáo đang bỏ mớ rau ngò gai vào tô bún cua cho thơm. Bà ơi, tối nay nhớ ủi giúp tôi bộ đồ tươm tươm để mai đi khai giảng nhé. Bà giáo như thoát xác khỏi nồi bún đang sôi sùng sục. Bà cũng háo hức không kém gì ông dù đã 30 lần dự ngày khai trường trong đời cầm phấn. Ánh mắt bà vui trông thấy khi hòa cùng sự rộn ràng của đường phố. Bưng chén chè khoai lang đậu đen đưa cho chồng, cô giáo Văn ứng biến hai câu thơ đùa cùng thầy giáo Địa liền. Chiều chiều cô bán trò mua, chan chan húp húp bún cua thầy Hồng. Các bạn thân mến, chuyện ngắn bám nghề của Bùi Duy Phong dù không có mâu thuẫn nảy lửa, không có những tình tiết xung đột hay thắt nút theo cấu trúc của một chuyện ngắn thông thường, nhưng đã mang đến cho độc giả cảm giác lâng lâng khó tả. Đó là nỗi chạnh lòng khi thấy một cặp vợ chồng vốn làm nghề giáo viên, cái nghề được cho là cao quý, chật vật với đồng lương ít ỏi nên phải làm thêm để đủ kinh phí lo cho con ăn học. Đó là niềm vui nhẹ nhẹ khi chứng kiến hai vợ chồng trò chuyện, thậm chí tranh cãi nhau về việc bán bún, việc chọn chữ đề bảng hiệu quán ăn, về việc bà vợ cãi lý với ông chồng bằng những lập luận vừa thẳng thắn vừa thực tế của mình. Và đó còn là nỗi xúc động khi hiểu rõ nỗi lòng hai vợ chồng vì yêu nghề giáo mà bao nhiêu năm đằng đẵng theo nó, không nỡ bỏ và cũng tự cảm thấy tên mình được đặt sau chữ thầy, chữ cô đầy trang trọng, yêu thương. Chỉ vì yêu, vì thương mà họ quyết bám nghề. Để nuôi nghề, giữ nghề, sống trọn với nghề, họ phải làm quen với những công việc chân tay, quen với việc học trò gọi, thầy ơi, lau dùm con cái bàn. Quen với việc tên mình cùng danh hiệu thầy cao quý được đặt sau từ bún cua, giống như bao giáo viên khác. Những cô Hà, thầy Linh, thầy Phương, cô Uyên, cô Hậu, v.v. Có chút ngại ngùng đấy, nhưng họ dần quen, họ đánh đổi để được bám trụ với nghề giáo, để sau buổi bán bún cua hôm trước,
Hôm sau, họ lại bận rộn trên giảng đường, lại đứng nghiêm dưới lá cờ đỏ sao vàng để làm lễ chào cờ và nghe lời hiệu triệu bước vào năm học mới. Bằng một lối viết chắc tay, một giọng điệu chậm rãi bình thản, một ngôn từ khá linh hoạt, vừa chú trọng ngoại cảnh, vừa biết cách khai thác nội tâm nhân vật, Bùi Duy Phong đã mang đến một truyện ngắn thật giản dị, đời thường nhưng cũng gợi những suy tư xao xuyến. Truyện ngắn của anh như một lát cắt của đời sống, đó là bức tranh mà mỗi người chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Nhưng cách anh kể về nó, cách anh khai thác những góc độ mang tính nhân văn của nó đã khiến cho câu chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn. Đó cũng là một trong những đặc điểm dễ nhận ra ở văn chương Bùi Duy Phong, cả ở tản văn và đặc biệt là ở truyện ngắn. Truyện ngắn giản dị của Bùi Duy Phong đã khép lại chuyên mục Văn học nghệ thuật đêm nay trên các nền tảng podcast của báo Nghệ An. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.